Chào các em, rất vui hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Măng Non dạy vẽ trên truyền hình. Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn và trao đổi với các em về bài vẽ tranh tĩnh vật đen trắng. Lần trước chúng ta nghiên cứu về sắc độ. Hôm nay một bài tĩnh vật nâng cao, chúng ta sẽ đưa màu vào. Trên cơ sở các em đã hiểu như thế nào là sắc độ. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ ba vật. Thứ nhất là quả dưa hấu. Thứ hai là cái hộp đựng bánh. Thứ ba là quả xoài. Trước khi vào bài học, tôi nói qua một chút để các em nắm vững. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hệ thống màu nóng và lạnh. Ở bài màu tôi đã hướng dẫn các em từ màu vàng đi đến màu tím là hệ màu nóng. Còn lại là màu lạnh. Với bài này thì chúng ta nhìn thấy quả dưa với một hình khối to hơn so với hai vật kia và nó mang màu lạnh. Trong khi đó, chiếc hộp đựng bánh thì lại mang màu đỏ, tức là hệ màu nóng. Còn lại là quả xoài. Ở đây chúng ta nhìn thấy rất rõ, quả xoài thì sáng nhất. Sau đó là đến màu đỏ và màu đậm là màu quả dưa hấu. Nền là màu trắng. Do vậy, trong khi chúng ta vẽ, ngoài cái màu bản thân và màu tự nhiên của vật, chúng ta phải nhận định được đâu là sáng nhất và đâu là tối nhất theo hệ màu đen trắng. Thì rõ ràng ở đây chúng ta sẽ nhận xét như sau. Ngoài nền là màu trắng ra, chúng ta thấy quả xoài là có sắc độ sáng nhất. Sau đó là đến màu đỏ. Cuối cùng là quả dưa hấu. Sau khi chúng ta nhận xét được như thế, chúng ta sẽ nghiên cứu về hình. Ở đây là chúng ta sẽ vẽ hai vật khối tròn và một vật khối vuông. Vật to nhất ở đây là quả dưa hấu. Vật nhỏ nhất ở đây là quả xoài. Và trung bình, với một kích thước trung bình, đó là hộp đựng bánh. Chúng ta phải có những cái nhận xét ban đầu để khi chúng ta bắt tay vào vẽ, chúng ta không bị nhầm lẫn. Và một vài những cái kiến thức ban đầu chúng ta sẽ cùng vẽ. Các em lại phải nhớ lại những bài trước tôi hướng dẫn. Xác định được điểm giữa của bức tranh và chúng ta tránh đặt những cái vật chúng ta định vẽ vào đúng cái điểm đó. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu cùng vẽ nhé. Việc đầu tiên, chúng ta sẽ dùng một cái màu đen pha loãng để chúng ta phác hình. Các em cùng vẽ. Đây là điểm giữa. Chúng ta sẽ phải tránh ra. Ở đây, quả dưa là to nhất. Chúng ta sẽ xác định vị trí của quả dưa này trước. Hướng của quả dưa là chạy chéo so với nền. Độ dài của quả dưa chúng ta sẽ ấn định bằng đây.
Kích thước của quả dưa, các em lưu ý, có thể là những quả dưa không bằng nhau, nhưng đặc điểm của quả dưa là nằm trong một cái khung hình chữ nhật. Vậy, chiều ngang và chiều dài không bao giờ bằng nhau. Nếu như chiều dài chúng ta ấn định là tương đây, thì chiều ngang sẽ phải nhỏ hơn. Với cái dáng của quả dưa nhỏ về đầu và to về phía sau. Như vậy chúng ta phát được kích thước và dáng của quả dưa bằng những cái nét đứt. Sau đó chúng ta sẽ nối lại. Như vậy chúng ta vẽ sẽ không bao giờ bị sai về hình. Tiếp tục. Chúng ta thấy cái hộp nằm trong không gian như vậy, chúng ta nhìn được ba mặt. Và chiều cao của cái hộp này sẽ phải bằng 2 lần so với lại chiều ngang. Vị trí của chiếc hộp này chúng ta bằng mắt chúng ta nhìn thì sẽ xác định được cái vị trí của cái hộp, đỉnh đáy của nó là sẽ nằm ở vị trí ngang với quả dưa như thế này, thì nó sẽ nằm rơi vào đây. Từ đây ta gióng lên. Một đường thẳng. Tiếp sau đó là cạnh. Chiều ngang của cái hộp nó sẽ nằm ở vị trí này. Vì chiếc hộp nằm ở trong không gian, cho nên chúng ta xác định được chiều cao của nó. Và điểm hút của cái mặt cạnh nó sẽ chạy như thế này. Tiếp tục chúng ta sẽ có cái mặt cạnh. Từ đây chúng ta sẽ dựng được một cái hình khối lập phương theo hình chữ nhật trong không gian. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ quả xoài. Quả xoài nằm ở vị trí giữa hộp và quả dưa. Kích thước của quả xoài nó nhỏ hơn quả dưa. Do đó chúng ta ấn định được ngay chiều dài của nó và chiều ngang. Sau khi phát được hình xong, chúng ta kiểm tra lần nữa để tìm ra những cái chưa hợp lý. Nếu như chúng ta thấy ổn rồi thì hẳn đặt màu. Phía sau là chúng ta nhớ nó có một cái đường ngang lưng của nền. Một vài những cái nếp vải. Sau khi chúng ta thấy hình phác là tương đối ổn thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vẽ vào màu. Nhắc lại các em, khi vẽ màu thì các em nhớ bao giờ vật cũng có 3 màu. Thứ nhất là màu bản thân của vật. Tiếp sau đó
là màu tối của vật và màu sáng của vật. Với màu tối thì chúng ta có thể đưa thêm đen vào để làm sắc độ phần tối. Phần sáng chúng ta đưa thêm trắng vào. Việc đầu tiên chúng ta vẽ là sẽ đi từ màu đậm đến màu nhạt. Vậy ở đây, với cái tĩnh vật này, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ quả dưa trước. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Với quả dưa thì nhắc các em rằng quả dưa ở đây hiện nay là màu lục đậm. Màu lục được tạo bởi màu xanh và màu vàng. Vì nó đậm cho nên chúng ta thêm đen. Nhưng mức độ đen bao nhiêu cho vừa thì chúng ta nên đưa từ từ màu đen vào. Bởi vì màu bản thân của nó lại có thêm những cái phần tối và phần sáng. Nếu như chúng ta đưa quá nhiều đen vào thì đến lúc chúng ta vẽ màu tối không có hiệu quả. Do đó chúng ta đưa từ từ. Chúng ta sẽ vẽ màu đậm trước.
Như vậy, sau một thời gian chúng ta cùng vẽ, tôi sẽ nhắc lại cho các em biết những cơ bản nhất về tranh tĩnh vật màu. Việc đầu tiên là chúng ta phác hình, tránh để những cái vật mà chúng ta định vẽ vào đúng điểm giữa của bức tranh. Thứ hai là chúng ta xác định được hình của các vật. Sau khi phác hình xong là chúng ta đặt màu. Với mỗi một vật thì các em nhớ bao giờ cũng có màu bản thân và màu tối. Ngoài ra là màu sáng. Tôi nói thí dụ như ở mẫu là chúng ta có một cái nền vải trắng. Nhưng khi vẽ, do cảm xúc thì chúng ta có thể thấy cái vật đỏ này, nó tràn cái màu đỏ sang nền. Vậy thì để cho giữa hai cái không gian này nó không bị tách bạch, thì chúng ta nên đưa thêm màu đỏ vào nền. Hoặc là khi chúng ta vẽ đến quả dưa, thì cái bóng tối ở đây không phải chỉ là đen, mà bóng tối ở đây nó có một chút gì đó của cái màu bản thân này, vật này ảnh hưởng đến. Do đó là chúng ta đưa cả cái màu này sang nền. Vậy thì bức tranh của chúng ta khi hoàn thành, nó sẽ có một gam màu mà các màu ảnh hưởng và quan hệ với nhau. Ở đây chúng ta sẽ lần lượt vẽ từng vật một. Vật nào đậm nhất chúng ta vẽ trước. Thí dụ như là ở đây là quả dưa, là nó đậm. Khi vẽ quả dưa là chúng ta lưu ý, vì nó là khối cầu, do đó là có màu bản thân. Sau đó chúng ta tìm những cái vùng tối, đi thêm cái màu bản thân, chúng ta cộng với màu đen để chúng ta được vùng tối. Và vùng sáng là chúng ta thêm màu trắng. Ban đầu vẽ thì các em cũng không nên để ý đến những cái chi tiết ở trên quả hoặc vật, mà chúng ta đi theo những cái mảng lớn để nó ra được một cái khối cầu mà nằm trong không gian đã. Sau đó chúng ta thấy được rồi, bắt đầu chúng ta mới đi đến tả những cái chi tiết. Thí dụ như trên cái quả dưa này nó có những cái vết mốc của vỏ. Thì cái việc này chúng ta làm xong. Và tiếp theo nữa là chúng ta vẽ quả xoài. Quả xoài ở đây thì là cũng các em tô cái màu bản thân, sau đó thêm cái phần màu tối là thêm đen. Còn phần sáng là chúng ta đưa thêm màu trắng vào. Ngoài ra nó có những cái nếp vải và những cái vùng tối thì chúng ta phải cân nhắc. Cân nhắc đưa cái màu đậm vào chỗ nào cho nó đúng và ít thôi, không cần nhiều. Với cái bài này thì chúng ta sẽ dùng cái màu lục đậm nhiều nhất, sau đó là đến màu đỏ, màu vàng là chúng ta sử dụng vào nền là chủ yếu, để cho toàn bộ bức tranh của chúng ta nó có một gam màu thống nhất. Mong rằng các em về nhà chịu khó rèn luyện và vẽ nhiều. Hy vọng là mỗi ngày các em vẽ đẹp hơn. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.